cuma cái gì ạ? Anh điện chẳng nghe gì cả ấy. Anh điện lại chẳng nghe gì cả. Alo. Dạ alo ạ. Rồi, lên nói đi sao nào. Nói đi. Alo ạ. Gì đấy em ơi? Dạ mình tới nhà hàng Huỳnh Quý phải không anh? Đúng rồi em ạ. Dạ. Anh ơi, em liên hệ cho anh từ bên trung tâm quảng bá tại Đà Nẵng đấy anh ạ. Dạ, hiện tại thì bên em đang triển khai cái chương trình quảng bá trên hệ thống Google để có thể là hỗ trợ cho người dân đánh giá được phát triển thương hiệu và tiếp cận với những khách hàng. Ừ, đúng rồi, cái đấy rất tốt, nhưng mà anh đang ở cái chỗ này nó đấy khoảng một lúc em 15 phút em đi lại cho anh nhá. Còn anh ngã rồi tôi luôn, anh đang đi xuồng. Ừ. Mà cái Facebook người ta còn dạy nó được cái sao nữa là dễ dàng. Nó chạy đâu hết. Alo. Ơi. Ờ. Ủa rồi anh đang ở đâu? Anh mới về đêm qua. Đi kia một cái quán gà một cái rồi gì có cái nào nữa. Ừ. Ờ. Được rồi gì? Ok rồi gì? Thế anh tí anh kiểm tra luôn. Ok ok ok. Ok ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.